Thưa quý vị, những việc làm tử tế là chuyện muôn đời, là lẽ sống và sức sống của mọi cộng đồng, mọi cư dân. Thời gian gần đây, những điều tốt đẹp, những cử chỉ nhân văn đang dần được lan tỏa nhiều hơn trong cuộc sống và chia sẻ nhiều hơn và rộng rãi hơn trên mạng xã hội, góp phần hình thành nếp sống đẹp trong cộng đồng. Nhặt được của rơi, trả lại người mất đã trở thành câu châm ngôn thể hiện đạo lý truyền thống của dân tộc ta, nuôi dưỡng tâm hồn lương thiện của mỗi người Việt Nam. Đầu năm 2019, em Võ Văn Tâm, học sinh lớp 8A8 trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh, thị xã Phú Mỹ, nhặt được một cọc tiền gần 50 triệu đồng. Nhờ cô bán nước ven đường gọi điện thoại cho công an phường Mỹ Xuân để tìm cách trả số tiền đó cho người đánh rơi, nộp cho công an để tìm người trả lại. Cái việc mà cháu Võ Văn Tâm là tự giác và trung thực nhặt được tiền của rơi mà không tham, dù là gia đình cháu rất là khó khăn, cũng là mong là các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng lan rộng, lan tỏa cái tinh thần này. Điều đáng nói là dù gia cảnh Tâm thuộc diện khó khăn, cha mẹ và anh trai đều làm thợ hồ. Hiện em và gia đình đang ở nhà thuê, nhưng không vì thế mà nảy sinh lòng tham. Con kêu cô kia gọi chú công an đến và con đưa số tiền này lại cho công an và thông báo cho người bị mất. Trong xã hội hiện nay, đâu đó tiền bạc và vật chất đã có sức lôi cuốn và hủy hoại, làm cho đạo đức con người xuống cấp. Một hình ảnh đẹp về ý thức nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất rất đáng biểu dương. Hành động không tham của rơi của em Võ Văn Tâm đã chạm vào trái tim nhiều người, đã gieo vào lòng mọi người niềm tin, sự hy vọng về lòng tốt trong cuộc sống của lớp trẻ. 21 giờ đêm, lúc mọi người quây quần bên gia đình, nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày làm việc, thì đây là thời điểm mà các thành viên biệt đội SOS thành phố Vũng Tàu ra đường giúp đỡ những người không may gặp vấn đề về phương tiện di chuyển. Nhóm SOS Vũng Tàu được thành lập hơn một năm nay, gồm 15 thành viên, làm đủ mọi nghề, từ công nhân, thợ sửa xe, nhân viên giao hàng, nhân viên du lịch, với hoạt động chủ yếu là hỗ trợ người đi đường, lỡ gặp các sự cố về xe máy như nổ lốp, xe hết xăng, hỗ trợ người gặp nạn. Những hỗ trợ này hoàn toàn miễn phí, bởi kinh phí hoạt động của nhóm, từ xăng xe đến dụng cụ, thiết bị hỗ trợ, đều do các thành viên trong nhóm tự đóng góp. Đi về đêm thì em thấy người dân thường bị té xe nè, rồi bị hư xe dọc đường, người ta dắt bộ cực khổ, cho nên là em mới có ý tưởng là lập ra một cái nhóm này để giúp người dân ở Vũng Tàu. Thì tôi thấy cái hoạt động này vô cùng lợi ích thiết thực cho người dân khi mà lỡ đường. Bây giờ mà ban ngày tìm tượng sửa xe còn khó, nói gì ban đêm. Hai cái chú này mà gặp được cái nhóm SOS Vũng Tàu này mà hỗ trợ như thế này thì vô cùng là phải nói là sung sướng và hạnh phúc. Bởi vì không kể là tiền, nhưng mà giờ này mà sửa được cái xe cũng là rất là khó. Tôi cũng ghi cái số điện thoại này, có khi là chính bản thân tôi cũng nhờ với nhóm mà. Khởi động từ 21 giờ, có khi đến tận sáng hôm sau họ mới trở về nhà. Ban đầu nhóm có gần 30 thành viên, nhưng do lịch sinh hoạt và những khó khăn trong hoạt động, nên hiện chỉ còn một nửa trụ lại. Nói chung là thực tế mà khi mà đến đây tham gia cùng với các bạn là rất là mệt. Tại vì sau cái thời gian mình đi làm, bắt đầu mình mới tham gia. Nhưng mà khi mình tham gia hoạt động giúp đỡ được bà con thì đổi lấy cái niềm vui đó. Cho nên nó quên đi cái mệt nhọc, cho nên anh em làm là không biết mệt. Em nghe nói là mỗi người mỗi công việc. Nhưng mà tối thì mọi người ở đây làm nhau thì giúp đỡ những người qua đường. Nhưng xui xẻo như tụi em thì em thấy cảm kích rất là nhiều. Lặng lẽ và với tinh thần tự nguyện, với những thành viên biệt đội SOS, cứu giúp kịp thời thành công những người gặp nạn trong đêm tối giữa đơn độc. Và điều họ mong muốn lớn nhất, những điều tốt đẹp, những điều tử tế trong cuộc sống không ngừng lan tỏa. Những điều tốt đẹp, những cử chỉ nhân văn thời gian gần đây được chia sẻ nhiều hơn và rộng rãi hơn trên mạng xã hội. Việc kêu gọi khuyến khích các thành viên trong diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ việc tử tế để cùng xây dựng những ứng xử văn minh trong đời sống thực cũng được nhiều trang fanpage lựa chọn, trở thành xu hướng phát triển mới cho những trang mạng này. Dự án chạy nhặt và những người tham gia dự án này là một ví dụ. Năm giờ 30 sáng, các bạn trẻ này tập thể dục, chạy bộ dọc theo những con đường. Mỗi người lại tự mang theo cho mình những chiếc túi để cùng nhặt nhạnh rác trên đường. Người khởi xướng hoạt động dự án chạy nhặt là anh Nguyễn Tấn Phát, một nhân viên văn phòng, sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Vũng Tàu.
Mình bản thân mình thì mình rất là thích chạy bộ, hầu như là mình chạy mỗi buổi sáng. Cho nên là mình nghĩ, ồ tại sao mình không kết hợp vừa chạy bộ vừa nhặt rác? Tại vì thứ nhất là nó sẽ giúp cơ thể mình, vừa chỉ khi mà chạy bộ thì sẽ giúp ích cho cơ thể về sức khỏe nè, cảm như về tinh thần. Nhưng mà sau khi chạy bộ xong, nếu mà mình dành ra chừng 5-10 phút mình nhặt rác, có nghĩa là mình cũng làm một cái hành động gì đó, nó nhỏ thôi nhưng mà nó ý nghĩa với không chỉ với bản thân mình mà với môi trường và với cộng đồng của mình. Dự án chạy nhặt hoạt động được hơn một năm qua. Ban đầu anh Tấn Phát chỉ rủ vài ba người bạn tham gia. Sau đó qua mạng xã hội Facebook, nhiều người biết đến dự án và đăng ký tham gia. Mẹ em tìm thấy cái nhóm này trên Facebook. Bản thân em thì em rất thích những công việc xã hội như này, thật sự em rất là thích. Mọi người đây làm việc rất là tích cực luôn, và những cái công việc này em mong là sau này sẽ có nhiều hơn nữa. Niềm vui thiết thực nhất á là đến từ sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần. Khi mà mình đi mình nhặt rác như vậy á, là mình đã đóng góp một phần gì đó cho cái thành phố của mình đang ở. Thì mỗi khi như vậy mình cảm thấy rất là vui, mình sẽ mở được cái vòng kết bạn như các bạn ngoài Facebook chẳng hạn, Zalo, trên số điện thoại. Thì lần sau mình đi mình chỉ cần hỏi họ, họ rảnh họ sẽ đi. Tuy chỉ dành khoảng 20 tới 30 phút mỗi buổi sáng trước khi trở về với công việc của mỗi người, nhưng hoạt động nhặt rác góp phần cải thiện môi trường của thành phố biển, tạo sức lan tỏa đến nhiều người trong xã hội. Đặc biệt, dự án gây ấn tượng với rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Khi nghe thông tin về chiến dịch này, tôi thấy rằng mình cần tham gia. Và khi được mời, tôi đồng ý cùng tham gia. Tôi nghĩ việc làm này rất quan trọng. Chúng ta cần phải chung tay thực hiện. Tôi thấy vui vì mình có thể góp phần bảo vệ môi trường và giúp cho mọi người nhận thức được sự nguy hiểm của việc xả thải ra môi trường. Tôi cảm thấy vui khi tham gia hoạt động này và tôi cho rằng hoạt động này cần được tổ chức thường xuyên, kêu gọi thêm nhiều người cùng tham gia. Chúng ta cần có trách nhiệm với môi trường để có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, cuộc sống trong lành. Vì thu gom túi ni lông rất cần thiết, vẫn còn rất nhiều túi ni lông thải ra môi trường. Và trách nhiệm của chúng ta là hạn chế sử dụng túi ni lông tại nhà. Đó là điều cần thiết. Cuộc sống quanh ta còn rất nhiều những cá nhân, tập thể tiêu biểu với những hành động đẹp, tấm lòng nhân ái như em Tâm, các thành viên của nhóm SOS Vũng Tàu, của dự án chạy nhặt và những người bạn. Họ là những người bình thường, khát khao cống hiến cho cộng đồng bằng những việc làm bình dị nhất. Từ đó, làm lan tỏa năng lượng sống tích cực, góp phần hình thành nếp sống đẹp trong cộng đồng. Thưa quý vị, những việc làm ý nghĩa ngày càng được phát huy và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư đã góp phần khơi dậy trong mỗi người dân ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tiết kiệm, tôn trọng sự khác biệt để ứng xử đúng đắn trước những hiện tượng trong đời sống xã hội. Chương trình Đời sống văn hóa và gia đình kỳ này đến đây xin tạm dừng. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy, tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Mời quý vị đón theo dõi.